Vâng, thưa bà con, mình tên là Đinh Trường Hạnh, ở cái hang nhỏ Long Thành với Lào Liêu. Bữa nay mình đến thăm đồng lúa của mình, lúa cấy tài nguyên, lúa cấy tài nguyên lúa mùa, xài phân bón công nghệ sinh học nhà trồng nhiều lời cho bà con. Lúa này khoảng có 4-5 ngày nó cắt rồi bà con. Bà con thấy tài nguyên rồi, không sạch lũ rồi con. Vụ lúa rất là sung nha. Có một buổi lại cho con thấy nha, một buổi lúa nè con, bọc rất là mẩy luôn nha. Lúa này mình xài đủ phân nha con, một công 60 kg phân con lười nha, cho 1.300 m² nha con. Phân con lười này giả chậm từ từ á, cho cái lúa mình ăn được từ rồi con, cho nên cái mẩy con. Dòm dàn lúa dàn tươi luôn nha con, còn 4-5 ngày nó cắt rồi. Bông dài dài đồng đều nha con, xài phân này nó hạn chế độ ngã, hạn chế sâu bệnh rất là cao nha con. Mình xịt có 4 cửa thuốc nha, từ đầu vụ đi cuối vụ nha con. Lúa rất là đổ sâu luôn con ơi, rất là nở ngọn luôn nè. Con mẹ con lên ngang chiều bằng nhau nha con, và lúa chín nhưng mà lá lúa vẫn còn tươi tốt nha. Sau mà sau cuốn lá là mình quên luôn nha con, xài phân này cái lá lúa cứng nha, vì cây cứng á, sâu bệnh gầy rồi nó hạn chế rất là cao nha con. Nhất là sau cuốn lá là mình quên luôn, sau cuốn lá là mình quên luôn, không sạch nó luôn nha con. Mà lúa ống ả luôn, khoảng 4-5 ngày nó cắt nha bà con. Mong bà con thấy